Em nhớ cái bút này không? Em nhớ. Bữa trước thì sao? Bữa trước thì sao? À, bữa trước nó bị bể không anh? Bể? Bể không? Toàn cái này luôn. Bút này bút gì em biết không? Dạ bút viết. Bút viết, bút viết. Bút bông lăn, đúng không? Dạ. Mà khách mua tại hãng và dùng nhưng mà bị bể ở tầng này. Nguyên cụm này bể luôn. Và biết chị Lan là đơn vị chuyên chế tác những phụ kiện, những đồ bằng vàng và kim cương bằng nguyên khối AU750 và những viên kim cương hột xoàn tự nhiên tuyển chọn, nên vị khách hàng này đã tìm đến chị Lăng và yêu cầu chị Lăng: em ơi, bút anh bị bể rồi, mà giá trị của em và kỷ niệm nữa, em hãy làm sao cho anh lại ban đầu đi. Dạ, sở trường của em, và đây là kết quả, em thấy sao? Quá đẹp anh ơi. Đẹp như cái gì? Dạ, nó có đính viên kim cương ở đâu. À đấy hả? Đây là viên kim cương 5 ly 4 nước đi. Ba Esalen quỳnh quanh nên những thông số đẹp nhất. Và cái viên kim cương này lấp lánh cực kỳ luôn. Đây là một trong những viên kim cương 5 ly 4 nước D, một trong những viên đẹp nhất của 5 ly 4 nước D mà mình đã tuyển chọn để phục vụ giao lưu với khách hàng. Và đây quan trọng nhất cái nè, nó bể lúc trước chất liệu này phải vàng không? Bây giờ thành gì? Dạ vàng. Và nguyên khối AU750 tuyển chọn. Công nghệ nén vàng không bọt, không xốp, và kỹ thuật chuyên nghiệp để đến những viên kim cương đẹp như thế này. Khi mà Kỳ Lăng sẽ bàn giao cho vị khách hàng này, Kỳ Lăng sẽ tư vấn thêm là: anh ơi, những chỗ này phải đồng nhất luôn, mình sẽ thay luôn những chỗ này bằng vàng nguyên khối AU750 như vậy luôn, để nhất cùng màu luôn. Tức là hiện tại hai chất liệu này khác nhau nên là chắc chắn là sẽ không có tương đồng màu sắc được rồi, nên muốn đẹp thì đồng nhất hơn nữa thì Kỳ Lăng sẽ tư vấn khách hàng là làm luôn chỗ này lại, làm luôn chỗ quay kệ bút này luôn bằng vàng nguyên khối AU750 luôn, thì nguyên cái bút này sẽ đồng nhất màu vàng hồng Rugol AU750. Quá đẹp ha. Bây giờ mình dặn ra thôi xem. Đây, cầm gì biết ha. Ô, nhìn đối diện, nhìn vô thấy lấp lánh liền, chú lấp lánh rực rỡ liền. Thay ngoài thì cực kỳ dễ luôn, vặn ra như thế này thôi. Ngoài thì hãng bán sẵn, mình mua hộp ngoài giùm dùng hết là mình tháo ra, mình thay ngoài khác, lấy ngoài mới, đưa vào, vặn vào như thế này. Rồi xong vặn ống bút lại như thế này. Rồi viết xong rồi thì mình ký xong rồi thì mình sẽ vặn lại như thế này. Đây là thương hiệu bút Mông Lăng, một trong những thương hiệu bút nổi tiếng đi đầu trên thế giới về bút cao cấp, và đặc biệt là bút cao cấp luxury.